Cảm ơn. Để cái một cái nữa. Đã chết rồi. Đã chết rồi, chú bỏ lên chết tổng dụng mà. Có chết đi rồi đó. Bác thợ đang bảo mưa to quá ướt hết rồi. Mưa càng ngày càng dày hạt mọi người ạ. Đi cẩn thận nhá, trơn lắm đấy. Mỗi lần nó nát nhà, chúng ta vẫn cho nhà nhà không ha. Vâng, xin kính chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại kênh Tuyền Hà Giang. Thì hiện tại trên kênh Tuyền Hà Giang đang bày bán những sản phẩm đặc sản của vùng cao nguyên đá. Và trước mặt mọi người đây, đây là những giọt mật ong hoa bạc hà. Và ngoài mật ong hoa bạc hà ra thì em Tuyền có bày bán những sản phẩm khô, có như là nụ tâm thất, củ tâm thất và nụ hoa đu đủ đực và măng khô. Và hiện tại thì bây giờ em Tuyền đang có một cái chương trình tri ân khách hàng và tri ân một cái niềm vui nho nhỏ của em Tuyền. Thì như các cô chú đã biết thì em Tuyền bây giờ hiện tại sẽ bày bán sản phẩm đặc sản vùng cao nguyên đá là mật ong hoa bạc hà. Sẽ là một chai trên tay em Tuyền đây chính là 1 lít mật ong hoa bạc hà. Thì em Tuyền bây giờ sẽ bán là 500.000 đồng. Và em Tuyền sẽ miễn phí ship. Hiện tại thì em Tuyền đang có một cái niềm vui nho nhỏ của cá nhân mình, chính là hiện tại đang là một bố trẻ con, nên là em Tuyền sẽ bày bán không có lợi nhuận, nên là em Tuyền sẽ là bán 500.000 một lít và sẽ miễn phí ship nhé mọi người nhé. 1 lít hay 2 lít hay 3 lít đều miễn phí ship hết. Thì hiện tại thì bây giờ trên kênh Tuyền Giang thì đang bày bán sản phẩm này, thì cũng rất mong các cô chú anh chị có thể ủng hộ những gian hàng nho nhỏ này và có thể liên hệ với em Tuyền để em Tuyền sẽ gửi những cái sản phẩm đến với tận tay người dùng cho các cô chú nhé. Còn bây giờ thì em Tuyền xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyền Hà Giang. Vâng, như cô chú đã biết thì ngày hôm nay là nhà xá lên mái, bắt đầu vào nhà mới. Thì chúng ta tạm gác lại những cái ảnh hưởng mưa bão của bà con đi. Thì bây giờ chúng ta ra xem cái công việc của nhà xá đến đâu rồi. Thì xem là đang tất bật để hộ và đang hoàn thành cái nhà mới của xá này. Đây à. Nhanh nhờ. Vâng. Vâng, chào chú. Vâng, chào chú gấu nhá. Chú gấu thì đấy. Xin chào Nu đẹp trai. Đấy. Thì là như cái phong tục ở đây thì như mọi người biết là cứ lợp mái là luôn luôn là có thầy cúng bắt đầu là vào nhà mới đúng không em? Mời lửa vào nhà. Vâng, chào chú nhá. À đây này. Cái phong tục mời lửa vào nhà đã xong rồi này. Đây này. Cái mời lửa vào nhà là xong hết rồi. Đó. Nhưng mà các cô chú thấy không? Lợp mái tôn lên nhìn nó rất là cao ráo, nó thoáng. Đó. Ôi chào chị Mai. Cái này cắt à? Cắt. Chào. Ôi giời, đây này. Ê ha, biết làm việc. Rất là giỏi đấy. Nụ đều ua công này. Nụ. Xem nào. Bên này là cũng đang các chị vợ thà đây, là có nghĩa là đang quét này để tí nữa mọi người ngồi ăn cơm đây đấy. Nhưng mà chỗ này nhà xá làm cái tấm này hơi bé nhỉ, đúng không? Theo em là hơi bé luôn, cắt đi để cho nó sáng ra vì ô thoáng này hơi nhà như A Lý nhìn sáng cực kỳ luôn. Và đây còn có cửa kính rồi nhá, hơi bé. Thế bảo góp ý cho xá bên này phải thay đổi ra làm to ra một tí nữa đi. Vì cái tấm này nó rất là to mà, đây này. Cái tấm này to như này làm to ra nó sáng chứ. Chỗ này là me me quá chú gấu ạ. Vâng, nhưng cái bên này me me quá. Rồi, xin chào anh. Lợp mái cũng là tương đối rồi đấy. Xin chào. Sao chỗ này để bé thế? Đây này. Cắt đi, làm cắt đi. Để này rất là tối này, tối quá này. Thấy chưa? Cái bờ lô đi. Tí nữa bảo anh em để làm cho rộng ra, cho nó sáng đi. Làm một lần thôi. Ừ.
hơi me me để cho nó sáng sáng một tí. Cá một tí để cái cổ thì... cây xà gồ ấy. Bên dưới này thế cắt đi cho nó rộng ra. Bảo các bác thợ chịu khó một tí. Làm một lần thôi, làm thêm một tí nữa cho nó sáng được không? Bắn vít đúng không? Ok không? Vì nhà mình rất là cao hiểu không? Bắn cho nó thoáng ra, làm cho làm một lần thôi. Đúng không ạ? Đây này, các bác thợ ở đây thì cũng có máy cắt, cắt thì nó rất là nhanh và nó rất là bằng này, rất là thuận tiện. Bây giờ chúng ta ra bên này đi, ra bên này xem các bác thợ bắn mái xem nào. Vâng, xin chào anh Vương. Ôi dồi, tàu ấy nhà đẹp đấy này. Thấy các cô chú thấy không? Vì nhà xá tính là mái trước mái sau là thừa ra làm 6 mét bằng nhau. Chỗ này rất là đều này. Wow. Ôi, nhìn đẹp thôi rồi luôn. Chào anh nha. Xin chào nha, nhìn đẹp quá nhờ. Mái quá đẹp luôn đấy. Bắn này nha mọi người nha. Ở đây là bắn xà gồ bằng bắn mà đinh vít nha, không phải đóng đinh nha. Cái xà gồ bắn mà đinh vít thoải mái mà. Xà gồ gỗ ấy. Đây này. Còn bên này thì bằng bờ lô. Đây này, em già em có thể quay cho cô chú xem, nhìn rất là đẹp luôn. Bờ lô nhìn rất là đều, bờ lô thì đóng đinh. Hôm nay thì rất là tiếc, hôm nay trời nó mưa nên không dám bay flycam cho cô chú. Trời không mưa thì bay flycam gì, ui. Ui. Mọi người thấy em trên quầy gì không ạ? Đây này, đứng bây giờ đứng ở giữa sương mù luôn này. Đứng ở trên mây luôn này. Wow. Đẹp thực sự luôn đấy. Này. Wow. À, đúng là cái phong cảnh nó đẹp. Rồi bây giờ hiện tại đứng ở chỗ này thì mọi người xem này. Wow. Đứng trên mây luôn mọi người ơi. Đứng trên mây luôn. Tuyệt vời luôn đấy. Đứng trên mây luôn. Đẹp thực sự luôn đấy. Cái vùng cao nó đẹp nhất là những lúc này đây. Nó đang ở chỗ đoạn mây mù, rất là ảo ảnh luôn. Thank you.
mọi người xem này, cái không khí của gia đình ở đây nó rất là tất bật. Mái thì nói chung là cơn mưa nó đang rất là nặng hạt mọi người ạ, nó bị ảnh hưởng khá là nhiều đấy. Này, mưa quá mọi người. Đây này mọi người này. Mình đứng lựa, đứng lựa, ép đứng. Máy nổ để chỗ không mưa nhá, xá. Che chưa? Ra ngoài. À, lợp mái đúng vào cái hôm mưa mọi người ạ. Chọn ngày rồi nên là phải làm. Vất vả nhá các bác thợ này, làm trời mưa này rất là trơn nữa, rất là nguy hiểm, nhưng mà cũng đã xong một mặt này rồi. Xong được tầm 70% rồi cô chú ạ. Còn mỗi một mặt bên đằng trước và một cái gian gọi là cái gian phòng phụ bên kia nữa thôi. Cái tấm bờ lô với cái tấm tôn thì nó đặt cùng một màu nhìn rất là hay. Và ở đây thì các cô chú thấy là các bác thợ đội mưa làm việc rất là vất vả. Và em Xá có chia sẻ thêm một chút là hôm trước các bác thợ ngồi tính công thì là bị lỗ công. Nhà này các bác thợ khoán thì bị lỗ công, bảo là hôm trước tính là 120 công rồi. Tính ra thì lỗ công rất là nhiều. Đấy, đấy là một cái cách làm việc của bà con. Bà con tính toán và làm theo khoán ấy, không tính theo mét vuông. Đôi khi khoán thì làm những cái nhà to như này bà con không biết khoán nên là các bác thợ đã bị lỗ công. Hôm đấy là em Tuyên nghe nói là như vậy. Mưa thì càng ngày càng dày hạt. Lập cái mái bên này nó rất là khó vì nó còn chéo nó cơ, chứ không phải đặt lên là được thẳng tắp. Mưa này khổ thật. Mưa này nói chung là các bác thợ cũng vất vả và tất cả anh em đi lại cũng vất vả. Khổ cho bác thợ này, ướt hết rồi mọi người. À, bác thợ đang bảo mưa to quá ướt hết rồi. Mưa càng ngày càng dày hạt mọi người ạ. Đi cẩn thận nhá, trơn lắm đấy.
Mái như mọi người nhìn nhá, đây là toàn là cái đinh vít nhá, không phải là đinh đinh đóng đâu. Đinh vít đàng hoàng. Vâng, cô chú ạ, hiện tại mưa dày hạt quá nên các bác thợ đang nghỉ một tí vì ướt sạch người rồi. Ở đây còn có một bác thợ đang chỉnh cái đường ống nước bên này cho xá nữa. Ok chị em. Đấy. Ok ở đây đúng không? Lắp hai vang thôi, đi vào nhà đi, không nào chúng ta ở sau ở đây máy nổ nó rất là ồn. Mưa quá nghỉ à? Mưa quá. Đấy, bắt đầu là các bác thợ lại tiếp tục rồi mọi người ạ. Mưa là khó trơn. Ui giời. Chỗ này thì xong hết rồi. Nhìn nhà rất là cao ráo, thoáng mát. Chỗ này thì bà con phải mở cái này ra. Mở ra cho nó sáng và cái thứ hai cho nó gió nó mát đi cái chỗ này, nó đỡ bị ướt. Vì cái mái này nó lại đổ thành hai loại mọi người nhá. Nó đổ ra đằng trước này, xong bên này lại đổ chéo ra bên này, bên kia lại chéo ra. Nó lại không giống cái mái đằng bên kia nên là cái căn phòng nhỏ nhỏ này nó sẽ làm lâu hơn. Và cái thứ hai nữa là các bác thợ còn phải lấy máy cắt những đoạn góc này nữa. Đó, thì nó cực kỳ lâu. Nó lâu hơn rất là nhiều đấy. Ở đây thì mọi người xem nhá, ở đây thì nó hơi tối. Chúng ta nhìn ở những đoạn này có những đoạn là bị thấm nước vì giỏ ở cái đinh về. Đóng nó vẫn trượt chặt và các bác thợ đóng nó bị lệch nữa. Rồi, tuyệt vời rồi. Cũng phải cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì để có nhà xá, có được một ngôi nhà đẹp như này, cao ráo thoáng mát như này, thế là một cái thành công lớn của gia đình em Xá, và cũng như là một niềm vui của các cô chú anh chị thấy được sự ủng hộ của mình, của các cô chú đến với gia đình, mà bây giờ thấy được một cái thành quả nó rất là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời quá, đây này. Cái mái này mọi người xem này. Mái trước, mái sau đều thừa ra. Đấy, nhà xá là có tính toán rồi. Thừa ra ngoài này thì nó sẽ không bị rỏ vào trong cái hành lang này. Và bây giờ cái vấn đề là về cái cửa này thì không bao giờ bị nước hắt vào đến đây nữa. Đó. Tuyệt vời luôn. Quá là đẹp. Nhà cửa dọn dàng sạch sẽ, nhìn đẹp lắm. Nhìn tất cả cái hệ thống mái của em đấy nhìn rất là đều. Bên này thế này, đây em đi ra bên này một tí này. Đó. Cái mái các bác thợ làm thẳng tắp luôn này. Có nghĩa là các bác thợ tính toán là để cái nước để lúc nào cũng chảy ra ngoài này, không chảy vào trong cái hành lang, nó không bị hắt vào nữa. Đó. Nó cũng là một cái cách làm để sau này nó tường nó không bị thấm nhiều, mưa vào nó không bị thấm vì nhà không có, mình không bị chát, không được chát được. Đó. Tuyệt vời quá rồi, còn gì nữa. Đẹp, thực sự là đẹp.
Như cô chú thấy thì hiện tại là cũng sắp xong rồi. Ở đây thì nó hơi chói sáng một tí thì các cô chú xem video thì nó sẽ hơi bị tức mắt. Thì một lần nữa em Duyên vật thực sự và xin lỗi vì cái chất lượng hình ảnh hiện tại bây giờ không còn góc nào để ghi hình cho cô chú rồi. Nếu mọi người thấy đấy thì hiện tại trời nó cũng đã vãn mưa rồi. Thì ngôi nhà của xá thì chỉ còn lợp nốt bên này nữa là xong. Bên mái ở ngoài thì đã xong hết rồi và bắt đầu đã có những vị khách là anh em họ hàng bắt đầu đến chơi rồi mọi người ạ. Ai cũng phấn khởi khi vào là có cái câu đầu tiên là nhà đẹp quá, nhà rộng quá. Đó. Bên ngoài này nhìn vào xem nào. Đó. Wow. Chỗ này thì nó tối nó không nhìn thấy một cái gì cả. Hôm nay mưa nên là không có hình ảnh flycam đâu cô chú, rất là tiếc. Thực sự rất là tiếc luôn. Nếu mà có hình ảnh flycam thì nó rõ nét hơn và nó được cho mọi người nhìn thấy được cái cảnh làm việc ngày hôm nay thì nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đó. Hiện tại đứng mưa này còn không có góc nào để cho chúng ta thấy được những hình ảnh đẹp ấy. Chói sáng quá mọi người. Tiếc, thực sự tiếc mọi người. Còn ở trong này thì xong hết rồi mọi người. Ở trong này thì nói chung là xong hết rồi mọi người xem là nhà xá trông vậy thôi. Có rất nhiều cửa nhưng mà nó vẫn hơi tối mọi người nhá. Đó. Nó không thể sáng bằng nhà các năm cháu mồ côi được. Hiện tại em Duyên thấy là có hệ thống là đây này, cửa sổ nhá. Đấy. Nhưng mà nó cũng không thể sáng bằng các bên kia được. Nhưng mà nhà đây rất là cao ráo thoáng mát rồi. Đấy. Các chị em chủ nhà cũng đã có khách này đến chơi này. Khách đã đến chơi này nhỉ. Tuyệt vời rồi, quá tuyệt vời đây. Phòng ốc. Còn cái phòng này mọi người nhá. Cái cửa thì các cô chú có rất nhiều người bảo tại sao không làm trong góc. Như nhà năm bà cháu em Tuyên xây thì em Tuyên làm trong góc. Làm ở ngay cái cửa bên này. Hoặc cái ở bên mé bên này. Nhưng mà bà con đây truyền thống là bà con cái cửa này luôn luôn phải đứng ở giữa và nó đúng cái cửa sổ kia. Chúng ta để ý xem. Nhà bên anh nhà ngôi nhà thứ 24 hoặc là ngôi nhà nào cũng đều là như vậy luôn. Truyền thống của bà con là như vậy rồi. Đấy còn nhà bà con làm chủ động làm là như vậy. Mái nhà tôn đã lên hết xong rồi. Đó. Còn một chút bên kia thôi. Người thì bắn mái tôn, người thì ở dưới làm nốt cái hệ thống đường nước cho xá đây.
Đã, chúng ta đưa. Chào chị dậu ha. Vâng, cô chú ạ, thì như mọi người biết là ngày hôm nay thì nhà xá rất là tất bật và hiện tại là cái giai đoạn là mái thì đã gần gần làm xong rồi, chỉ còn 2-3 tấm lợp nữa, nhưng mà
Hiện tại cái không khí ở trong gia đình rất là vui, mọi người thấy là rất là đông khách rồi, tất cả đông anh em họ hàng đến chúc mừng rồi. Thì trong kia thì chú gấu hiện tại ngày hôm nay rất là vui mừng này. Mặc dù ngày hôm qua ảnh hưởng mưa bão, nhà mình có bị ảnh hưởng thật, nhưng mà hiện tại ngày hôm nay là cứ quên đi đã. Bây giờ thì đang đón cái niềm vui của người con mình. Người con út của mình đang ở với gia đình. Và người con hôm nay đã có một ngôi nhà thực sự là đẹp luôn. Các cô chú có thấy là nhìn từ trên xuống cái mái bờ lô của nhà em đấy, nó tuyệt vời, thực sự là đẹp đấy. Và khá là rộng rãi, thoải mái. Thì bây giờ thì em Tuyên sẽ mời các cô chú anh chị vào cùng xem cái bữa cỗ tân gia của ngày hôm nay như nào. Và đấy, đó là một cái lý do là cái ngày lập mái nó lại mời tổ tiên và cũng mời họ hàng đến luôn. Thì làm luôn trong ngày hôm đấy, làm ngày bữa cỗ luôn. Đó, chứ không đợi đến ngày hôm sau mọi người, làm luôn, ăn luôn cho nó nóng. Đó, cái không khí nó rất là vui mọi người này. Bên này là bàn thủ tục, bên này là có thề. Thề là được ngồi giao đảm nhiệm là cứ đến đây là đóng tiền xong rồi là làm một chén đầu chơi đúng không? Đó. Đấy là cái thủ tục của bà con. Và đây thì bên này thì các bộ lão, các bạn bè cũng đã vào rồi. Thì nói chung là bữa cỗ của bà con đây nó rất là, hôm nay nhà xá làm rất là to. Nói thật mọi người đấy, đây này. Một bữa cỗ rất là đầy đủ, nhưng mà mỗi tội là bà con không có bàn ghế nào hoàng thôi. Bàn ghế là mượn ở cái mẹt này và đựng ra rất là đầy luôn. Từ dê, gà, ngan, nói chung là đủ các món luôn, lợn nữa. Đó. Bây giờ thì các hộ gia đình đã bắt đầu vào dần rồi. Để chúc mừng gia đình xá. Đấy, nhà xá khi lập mái vào thì nó hơi tối một tí mọi người ạ. Đấy, cái lý do hôm nay là tại sao ngày trước bà con là muốn là nhà nó rộng là như vậy đấy mọi người ạ. Không khí nó rất là vui. Vâng, các cô chú ạ, đấy thì cái không khí rất là nhộn nhịp tưng bừng, nó cũng như ở một ngày lễ Tết đấy mọi người. Đấy, bà con ở đây rất là phấn khởi thay cho gia chủ luôn. Em Tuyên thấy là rất là tuyệt vời cái tinh thần đoàn kết. Đấy, bây giờ các bác thợ thì cũng đã rửa chân tay để vào rồi. Thì chủ nhà đâu nhỉ, chủ nhà vợ Mỹ đâu nhỉ, và xá đâu nhỉ, vì em Tuyên cũng làm một cái nhiệm vụ hôm nay. Thì như mọi người biết là hôm qua có Linh và Trung vào đây thì xá cũng có mời ấy, mời từ hôm trước rồi cơ, nhưng mà hôm nay là Linh và Trung thì còn cái công việc ở ngoài nữa nên là không vào được. Thế thì bây giờ em Tuyên sẽ gọi ok đây ra đây chủ nhà đấy gì ở đây đây okay. Ở đây à? Rồi, cảm ơn. Đây thì xá ấy, chủ nhà này đứng dậy. Anh có cái này. Đi trời mưa nó hơi ít, nó bị nước nó kẹp rít. Đây nha, thì đứng dậy cho đàng hoàng lịch sự nào. Cái thứ nhất nhá, chúc mừng hai vợ chồng. Hai vợ chồng đã có một ngôi nhà mới rồi, rất là to khang trang rồi. Thì cũng chúc mừng bà con hai vợ chồng em. Thì cô mong rằng hai vợ chồng em ấy có nhà mới rồi thì sau này cố gắng làm ăn phát triển đi lên. Để và cái quan trọng nữa là cho các con này đi học để biết chữ và biết tiếng phổ thông, để sau này còn tốt hơn bố mẹ mình, hoặc là tốt hơn bọn em bây giờ. Biết chữ biết tiếng phổ thông để đi học đi làm việc nó tốt hơn nhá. Và ở đây thì như hôm qua em có mời anh Linh và anh Trung ấy, thì hôm nay là mưa, và cái thứ hai là anh Linh và anh Trung lại có một đoàn khách nên là không vào được. Vì vào đây uống rượu thì chắc chắn phải mất cả ngày. Tối nay anh ấy lại không làm được việc. Thế nên là Linh với Trung có gửi anh là bảo là mừng em tân gia là nhà mới. Đây là anh Linh với Trung gửi em tân gia nhá. Còn đây thì là quả tem Tuyên Hà Giang. Anh với già, anh tem Tuyên Hà Giang sẽ mừng em cái nhà mới nhá. Chúc mừng nhá. Rồi. Anh trông cái Linh thì chó là không còn đường thì có mấy của cho em thì chắc là không ai cãi lên mình. Rồi, bây giờ thì cũng chúc mừng. Bây giờ thì thôi được ngồi vào mâm rồi các cô chú ạ. Thì chúng ta ngồi vào mâm để thưởng thức một bữa ăn thôi mọi người ạ. Đó. Anh à, ở đây thì hôm nay
Tí nữa ấy, của đã là thịt mùa. Tí nữa em Tuyền sẽ review có những món ăn gì cho cô chú xem nhá. À, hôm nay mâm này thì em Tuyền lại đặc biệt là xá lại gánh tặng cho em Tuyền là được món gà đen nữa mọi người. Mâm đặc biệt đấy. Đấy, bà con thì đang đi gọi và mời khách về ngồi. Em Tuyền ngồi cái ghế nó hơi thấp nên là tọt hòn xuống. Không sao không sao, thoải mái thôi, anh ngồi được, anh cao anh ngồi được mà. Cao thì với anh với hết được mà. Nhưng mà sao không có bát? Sao không có bát? Ăn cố phải có bát. Sao không có bát? Anh chưa thấy cái bát nào cả. Bé vậy. Bát thì sao không mượn ở bên? Bé cho anh tỷ thôi thì tôi bên thôi mà. Thế sao không mượn bát ở bên trường học kia? Không có chỉ. Có. Có anh có rồi. Chưa quá, anh có và chú Sử có. Chưa biết được, cô giáo mà đi hết rồi. Cô giáo giao cho bàn giao cho chú Sử hết rồi. Chú Sử có chìa khóa nhá. Anh có chìa khóa. Anh thì nói chung là cũng được gọi là một phần của đế chia nên anh được giữ. Đồ đạc ở trong đấy phải giữ hết. Sao là có nhiều món? Có nhiều món à? Già đang bảo. Tí nữa bóc đây để chúng ta xem nào có những món gì. Cởi ra thôi nhỉ, mỗi người một tay một chân. Đây, các cô chú này gà đen này. Đó. Có thể nếu gái dọn tỷ cho tôi à, cái gì tôi bên đâu mỏ. Tỷ. Ông muốn đúng thế rồi. À, tỷ chơi muốn tăng à. Đấy, ông muốn có một hai à, một chiếc xa một gà tôi. Chứ, ông một hai à, ông nghĩa gà tôi là dục. Đây là đậu này. Đây các cô chú ạ, thì em Tuyên thử giới thiệu một tí là bữa cỗ nhà sáo này làm rất là linh đình này. Bên này là món gà đen nhá, ra không nói này. Đây là ngan luộc này. Ngan luộc này, thịt lợn chiên này, măng xào này, giò này, canh xương chân giò đấy. Hôm nay bao nhiêu cái chân giò to đấy. Gà quay này, nộm thịt lợn này, lòng dê này, trứng luộc này. Đây đặc biệt nhất là dê xào này và lòng lợn. Còn những món như kiểu là hướng dương này và đậu giá này và đậu này thì chúng ta là gọi là món rau đi. Đấy. Và ít dưa chuột nữa, à dưa hấu nữa. Mọi người xem là bữa cỗ ngày hôm nay là toàn thịt luôn. Đấy, nói chung là toàn thịt luôn mọi người ạ. Đấy, rất là chúc mừng đấy. Và đặc biệt là không thể thiếu là phải có rượu. Mà rượu bà con uống ở đây là không bao giờ uống cái rượu chén bé như chúng ta đâu nhá. Lúc nào phải uống cái chén này. Mà cái chén này nó sẽ bằng hai cái chén kia. Nên là em rất sợ. Uống cái chén này nó rất là say nhanh. Đấy, những món ăn của bà con trong ngày hôm nay và một bữa cỗ quả xá rất là linh đình. Tuyệt vời đấy. No, 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 no.
em xá thì đang đến vợ chồng xá đang đến cảm ơn đấy. Đây chén đây. Đây đây chúc mừng nhá. Chúc mừng hai vợ chồng nhá. Vợ đâu rồi? À, mời các cô chú uống chén rượu Tân Gia cho nhà em xá nhá. Chúc mừng em đấy. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nỗ lực để em đấy có một ngôi nhà đẹp như này. Và không có các cô chú thì không được ngôi nhà đẹp này đâu. Luôn luôn đằng sau có các cô chú nữa. Rất là cảm ơn các cô chú rất nhiều. Chắc là không mua cái con bạc. Rồi, chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta sẽ phải lắng nghe cô bác và nhà tranh ấp bé thì sẽ nhiều gì đã thảo nhà bác nhưng mà thảo là